cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Donald Trump ra lời cảnh báo, cuộc dự trữ liên bang ngừng chơi trò chính trị khi liên tục khiến cho cả thế giới đứng ngồi không yên. Bán trẻ nhân cách để đổi lấy sự thương hại từ cử tri da đen, Joe Biden đang cố gắng cứu vớt chiến dịch của mình bằng cách học theo người đàn ông thất bại Barack Obama. Tiết lộ sự thật đằng sau lời khai của Michael Cohen, Donald Trump chính là nạn nhân. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Trước tiên điều này phải xảy ra để làm bằng chứng thuyết phục. Cụ thể, Thống đốc Waller là người gần đây đã bày tỏ quan điểm dịu hâu. Ông cho biết, các ngân hàng trung ương không nên nói không bao giờ, nhưng dữ liệu lạm phát không tăng và tôi tin rằng việc nâng thêm lãi suất chính sách có lẽ không cần thiết. Bình luận của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang được đưa ra trong bài phát biểu trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington. Ông chỉ ra một chuỗi dữ liệu, bao gồm doanh số bán lẻ đi ngang, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cùng hạ nhiệt, để cho thấy rằng mức lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang đã giúp hạn chế nhu cầu, yếu tố góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát lên mức cao nhất trong hơn 40 năm. Mặc dù số việc làm mới vẫn vững, nhưng các số liệu như tỷ lệ người lao động nghỉ việc đã cho thấy thị trường có dấu hiệu nới lỏng. Tuy nhiên, với tư cách là thống đốc và là thành viên bỏ phiếu thường trực của ủy ban thị trường mở liên bang fomc ông waller cho biết ông chưa sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thống đốc cục dự trữ liên bang coi báo cáo của bộ lao động là một tín hiệu đáng hoan nghênh nhưng sự tiến bộ khiêm tốn này chưa đủ để thay đổi quan điểm của ông ông cho báo cáo điểm c cộng nhưng tổng thống trump đã trực tiếp cảnh báo rằng cục dự trữ liên bang hãy thực hiện các kế hoạch kinh tế theo đúng chuẩn mực ngừng chơi trò chính trị để giúp cho Biden có lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng lại khiến cho dân chúng và cả thế giới phải điêu đứng, gánh chịu khoản lãi suất quá cao và dẫn đến việc phá sản công ty của họ bất cứ lúc nào. Kính thưa quý vị, các ứng cử viên cho chức tổng thống Hoa Kỳ đang tích cực chạy đua để về đích với chiến thắng vinh quang. Trong bối cảnh đó, Joe Biden cũng đã đưa ra quyết định theo đuổi chiến lược tương tự như với chiến dịch tranh cử của Barack Obama vào năm 2012 chiến dịch này cụ thể sẽ nhắm tới các cử tri truyền thống ủng hộ cho đảng dân chủ các cử tri thiểu số mà đặc biệt là các cử tri da đen đây dường như là một bước ngoặt mới nhằm cứu vớt thực tại thê thảm của joe biden khi liên tục để thua đối thủ là cựu tổng thống donald trump trong các cuộc thăm dò liên quan đến sự ủng hộ của người dân mỹ theo các cuộc thăm dò gần đây biden đang mất đi khá nhiều sự ủng hộ từ phía cử tri da đen một số kết quả đã dự báo rằng Donald Trump có thể giành được 20% phiếu bầu từ nhóm cử tri này. Đây chắc hẳn là một thách thức lớn với chiến dịch của Biden, buộc ông phải tái cấu trúc chiến lược và gia tăng nỗ lực để thu hút lòng trung thành của các cử tri da đen. Mới đây, Joe Biden đã có một bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường cao đẳng Morehouse. Đây là ngôi trường có lịch sử lâu đời tại Atlanta. Biden đến đây để cố gắng lôi kéo các sinh viên đứng về phía mình. Thế nhưng, hình ảnh ghi lại cho thấy, có một nhóm các sinh viên đã quay lưng lại với bài phát biểu của ông ta Họ hành động như vậy để phản đối quyết định của chính quyền Biden trong cuộc chiến Israel. Các sinh viên này là những người cấp tiến ủng hộ Hamas, và để xoa dịu sự giận dữ của những dân tố trên, Biden đã kêu gọi việc ngừng bắn ngay lập tức để Hamas được bắt giữ con tin và ngang nhiên lên cầm quyền ở giải Gaza. Tại lễ tốt nghiệp của trường cao đẳng Morehouse, Biden đã vỗ tay khi có một sinh viên phát biểu rằng nên ngừng bắn ở giải Gaza. Một tổng thống Hoa Kỳ đã vỗ tay để ủng hộ việc tụi khủng bố Hamas lên cầm quyền biden đã lộ rõ ý muốn rằng mọi người nên bầu cho ông ta nếu không nền dân chủ sẽ bị đe dọa bài phát biểu và thái độ của biden tại buổi lễ đã thể hiện rõ ông ta thèm muốn các cử tri da đen nhiều đến mức nào có vẻ như ông đã rất tuyệt vọng khi mọi nỗ lực cố gắng của mình chỉ đổi lại được sự quay lưng của những người trước đây luôn trung thành với đảng dân chủ khi không biết phải làm gì để thuyết phục cử tri biden lại tiếp tục dở bài thương hại ra không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu ông ta đem câu chuyện người thân của mình ra để đổi lấy lòng thương cảm của người khác. Đây thực sự là một điều tệ hại, nhất là ở cương vị một tổng thống đương nhiệm. Chẳng có một người bình thường nào lại muốn đào bới nỗi đau của mình để khoe với cả thiên hạ. Bấy nhiều cũng đủ để người ta nhận thấy Joe Biden thực sự có vấn đề về tâm thần. Trước đây là trong cuộc phỏng vấn với Robert Hull, còn bây giờ là ở trường cao đẳng Morehouse. Ông ta kể lại câu chuyện đầy bi thương của gia đình mình khi vợ và con gái 13 tuổi chết trong một tai nạn, rồi người con trai của mình bị thương sau khi tham gia quân sự ở iraq và qua đời sau đó ngoài ra ông ta còn nói dối về rất nhiều sự kiện chỉ vì những người da đen thích nghe điều đó chẳng hạn như vụ cảnh sát bị kết án vì đã bắn chết một người da đen tên george floyd ông ta nói đây là một vụ giết người phân biệt chủng tộc trong khi sự thật hoàn toàn không phải như vậy hay một lời nói dối khác cho rằng chính quyền ở bang georgia đang cố gắng cấm các cử tri da đen bỏ phiếu ông nói các biện pháp được đề xuất là nhằm ngăn chặn người da đen bỏ phiếu thông qua việc hạn chế phát nước cho những người đang xếp hàng chờ bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự thật là luật chỉ cấm việc phát nước như một hình thức hối lộ cho những người mặc đồ có in biểu tượng của các ứng cử viên cụ thể. Biden khẳng định các quy định mới này là một nỗ lực để ngăn chặn cử tri da đen bỏ phiếu, nhưng thực tế không phải vậy. Biden cũng nói rằng ông đã tìm cách lách luật xoay quanh quyết định của tòa án tối cao để giúp xóa nợ sinh viên. Điều này cho thấy một sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống pháp lý nếu Donald Trump tuyên bố như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều chỉ trích, nhưng Biden lại được ưu ái trong trường hợp này. Ngoài ra, Biden cũng đã nói dối về việc cấm sách ở Mỹ khi ông nói rằng đất nước đang cố gắng xóa sổ lịch sử bằng cách cấm sách. Trong thực tế, các cuốn sách bị cấm thường là những cuốn không phù hợp cho thư viện trường học, như những cuốn nói về chủ đề giới tính dành cho trẻ em. Biden đã phản ánh sai lệch vấn đề này chủ ý nói rằng đảng Cộng Hòa đang cố gắng ngăn chặn việc đọc sách của các tác giả như Toni Morrison. Điều này không đúng sự thật. Trường cao đẳng Morehouse là nơi Biden lựa chọn để theo đuổi những người đàn ông da đen và mong muốn họ bầu chọn cho mình trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên thực tế cho thấy, không có bất kỳ nhân viên cấp cao nào của chính quyền Biden tốt nghiệp từ trường Morehouse. Joe Biden đang cố gắng tìm mọi cách, cho dù đó là những lời gian dối hay những thủ đoạn hạ bệ đối thủ để tìm được sự ủng hộ của những người đã nhìn ra sự thật và quay lưng với ông. Thế nhưng, những người Mỹ ngày nay đã ngày càng thông minh và hiểu biết. Họ không dễ dàng bị dụ dỗ bởi những lời đường mật và những viễn cảnh mơ mộng mà Biden và bè lũ của mình vẽ ra. Có lẽ chiến dịch của Biden sẽ cần phải tiếp tục tìm kiếm các cách thức mới để liên kết và giao tiếp hiệu quả với cử tri. Việc tập trung vào việc xây dựng lại sự tin tưởng và tăng cường sự ủng hộ từ các nhóm cử tri sẽ không phải là chuyện dễ dàng, và chắc hẳn Biden lẩm cẩm kia sẽ không đủ năng lực và sự tinh tế để làm điều đó như cựu Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý khán thính giả, thông tin mới nhất được cập nhật từ vụ xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết Michael Cohen đã đánh cắp 60.000 USD từ Trump Organization. Nếu đây là sự thật, có lẽ tội của Cohen mới đúng là tài trời. The New York Post viết rằng các công tố viên nên xoay quanh Cohen lừa đảo, dối trá và trộm cắp. Thậm chí CNN còn thừa nhận rằng Donald Trump mới thật sự là nạn nhân trong vụ án này. Các công tố viên đã từng cáo buộc cựu tổng thống là người nắm rõ số tiền 420.000 USD dùng để bịt miệng và âm mưu che giấu cuộc bầu cử năm 2016. Thế nhưng sự thật Donald Trump không hề biết gì về khoản tiền này và ông đã bị Cohen cướp đi 420.000 USD. Rõ ràng, các công tố viên đã thiên vị Cohen khi cho phép một người dối trá ra làm chứng trước phiên tòa. Thẩm phán Merchant cũng bị chỉ trích khi đưa Cohen làm nhân chứng trong khi đó lại bác bỏ Bradley A Smith, cựu ủy viên FEC. Theo thông tin mới nhất, bồi thẩm đoàn sẽ được nghỉ 8 ngày trước khi quay lại phòng xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng cho cựu tổng thống. Các chuyên gia cho rằng thời gian này đủ để các kênh truyền thông đưa ra những thông tin và yếu tố sai lệch nhằm tác động đến quyết định cuối cùng của bồi thẩm đoàn. Trong phiên tòa lần này, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những hướng dẫn dành cho bồi thẩm đoàn. Các chuyên gia lưu ý rằng Bồi thẩm đoàn đã được hướng dẫn trong suốt quá trình xét xử, nhưng những hướng dẫn họ nhận được ở phiên tòa cuối, trong đó áp dụng luật vào thực tế, có thể gây nhầm lẫn nếu không nói bằng tiếng Anh đơn giản. Một nghiên cứu cho thấy, 60% bồi thẩm đoàn cảm thấy bối rối và coi thường các hướng dẫn nếu không dùng tiếng Anh đơn giản. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng những hướng dẫn tiêu cực có thể được đưa ra, chẳng hạn như hướng dẫn cho phép bồi thẩm đoàn bỏ qua toàn bộ lời khai nếu nhân chứng đã nói dối về một sự thật quan trọng kết quả của phiên tòa cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự rõ ràng của những hướng dẫn này. Tuy vụ án tiền bịch miệng của cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng dường như nó không ảnh hưởng nhiều đến lòng trung thành của các cử tri dành cho ông. Nếu không muốn nói là ngày càng có nhiều cử tri đã quay lưng với đảng Dân Chủ và dành tình cảm cho Donald Trump, rõ ràng người dân Mỹ không quan tâm nhiều đến bối cảnh của cựu Tổng thống. Cái họ cần là một người phục hồi được nền kinh tế đang tụt dốc, một người đem lại cho họ nhà ở, công việc và một cuộc sống đảm bảo an toàn và họ biết người đó chỉ có thể là donald trump